Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021 này. Bên công ty lại đang tiến hành cẩu hàng. Một chuyến hàng vào Vũng Tàu các bác ạ. Đấy, cho hai anh khách hàng. Cho hai anh khách hàng đây các bác. Hai anh khách ở Vũng Tàu nhá. Một bộ chiếu đôi hàng 2 tấm một chiếu và một bộ chiếu hàng 1 tấm một chiếu ạ. Đấy. Hàng đông trong quá trình cẩu hàng cho các anh rồi. Đây là các anh có đang theo dõi trên kênh YouTube này, Facebook Cầu Sông Tàu cũng như Zalo Tiến Hoàng Anh thì có thể biết được là hàng bên công ty em đang trong quá trình cẩu hàng rồi nhá. Đấy, xe bắt đầu tối ngay sẽ lăn bánh rồi. Đấy, nên là các bác cứ chuẩn bị để mà đón nhận với em nó về với không gian của nhà mình. Đấy. Thì hiện tại thì em đang đứng tại cơ sở 2 của bản ngựa Hoàng Anh Tiến này. Đấy. Bên công ty em thì đang sản xuất rất là nhiều mặt hàng. Bán rẻ, bán lẻ rẻ như bán buôn các bác ạ. Đấy, bán lẻ rẻ như bán buôn. Nên là bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến để được bên em tư vấn nhiệt tình cho quý khách hàng có thể sở hữu những cái tấm chiếu mà vô cùng đẹp. Đấy. Hiện nay là trong Nam ngoài Bắc thì dịch nó cũng giảm rất là nhiều rồi. Nên là bên em lại xuất hành lên đường các bác ạ, xuất hành lên đường. Thanh Hóa thì hết giãn cách rồi. Miền Nam này, trong đấy thì cũng đang hết giãn cách, cũng một số nơi cũng hết giãn cách rồi, nên là bên em bắt đầu tiến hành vận chuyển lên đường cho các anh khách đây. Đấy, nên là các anh cứ yên tâm nhá, ngày hôm nay bên em đang tiến hành cẩu rồi thì chắc là khoảng 1-2 hôm gì đấy bắt đầu xe vào đến nơi là các anh nhận được hàng thôi. Thì hiện tại ở bên cơ sở 2 bên em thì đang có rất là nhiều các mặt hàng như lim này, hương này, cẩm hồng này, cẩm lai này. Đấy, có đầy đủ tất cả các kích cỡ cho quý khách hàng nhé. Hàng 1 tấm này, hàng 2 tấm này, hàng khủng này, hoặc là những các cái chiếc mặt bàn này, ngắn mặt bàn ngắn dài hoặc là dày mỏng này, tùy theo quý khách hàng đặt hàng thôi. Bên em có đầy đủ tất cả các kích thước, các cái chiếc mặt bàn bằng cẩm lai này, hương này, hoặc là lim này, đấy rất là nhiều luôn. Đang có mặt tại những các cái sản phẩm này đang có mặt tại showroom trưng bày rồi. Đấy, nên là các bác cứ nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến. Bên em đang bán giảm giá cực mạnh trong những cái thời điểm như thế này. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu cứ alo đến em Hồng để được em tư vấn nhiệt tình cho các bác nhé. Đây, hàng đang xuất xưởng lên đường đây, đang cẩu hàng đây. Đấy, nên là các anh cứ yên tâm nhé, em bên em rất là uy tín luôn các bác ạ. Đấy, đã nói là hết giãn cách gì đấy, hết giãn cách là bắt đầu là hàng lại xuất hành lên đường. Đấy, để trả hàng cho các bác. Đấy, hiện tại thì ở trên xe cũng có những các cái bộ chiếu đôi hàng 2 tấm này. Tiếp theo đấy, cẩu hàng sẽ đưa về lò hấp sấy những các cái bộ chiếu đôi mà đã khoan gông chốt hai đầu rồi. Đã khoan gông chốt hai đầu rồi các bác ạ. Đấy là đã cẩu lên xe một bộ chiếu đôi hàng 2 tấm rồi. Tiếp theo đấy là một tấm một chiếu bằng gỗ cẩm hồng. Hàng rất là dài, rất là dày dặn và đã được bên công ty bọc rất là cẩn thận rồi, qua rất là nhiều lớp. Túi bóng này, giấy này, bắt đầu là lên một lớp bạt để chống trong cái quá trình vận chuyển, chống chảy xước và chống mưa gió này. Đấy. Nên là các bác cứ yên tâm nha, bên em thì làm rất là cẩn thận từng chi tiết, từng công đoạn đấy. Kể cả ngay cả chân mẽn, chân rong bên em thì cũng bọc rất là cẩn thận đây các bác ạ. Hàng đã qua quá trình hấp sấy rất là cẩn thận rồi. Thứ nhất, thứ hai là bên em có đội thợ có tay nghề rất là lâu năm rồi, làm rất là đam mê, rất là tỉ mỉ từng chi tiết, từng công đoạn để đưa tới tay quý khách hàng tiêu dùng những cái sản phẩm mà chất lượng nhất, đảm bảo nhất cho quý khách hàng. Nên là các bác cứ yên tâm nhé. Bác nào có nhu cầu hàng nguyên khối, sofa, K3, kệ tivi, hoặc là mặt bàn, bàn họp, bàn ăn, bàn làm việc đấy, hoặc là chiếu đôi, chiếu một tấm, hoặc là hàng khủng long thì bên em cũng có rất là nhiều. Nên là các bác cứ nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo địa chỉ sau: đường Tránh, thành phố Cầu Sông Tàu, thành phố Thanh Hóa. Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.